có mấy cháu? Nhà 7 đứa. 7 đứa. 20. Nhiều quá hả? Bây giờ ngừng chưa? Hết rồi. Nhà khổ. Bố nó đi làm thuê. À, cần áo quần thì phải vô lấy mà không vừa lấy. Cô nói cô giúp mà. Đây. Đi vô lấy đi đừng sợ, có người hướng dẫn mình mà. Tại sao mỗi lần vô ra vậy? Còn cái gì nữa không? Để lấy cái bịch. Bà cứ lấy đi mà. Không ngại vậy đó. Ngại là không được gì hết. Đây nè, nó làm một bịch cho em nè, đưa đây. Lấy cho cô. Đưa đây. Bà có 7 đứa 7 người con, không có 2 cái quần này nữa mà. Lấy đi, lấy đi, làm nhiều tốt. Đây nè, con lấy cái này không? 7 cho con. Cái này bự quá hả? Cái này để cho anh đi, cái tao gặp. Cái này cũng không. Vô hết đi. Rồi. Ít nhất là có mấy vải. Về cho thanh niên đi lao động thôi. Very good work. This is a good man. Very good work for charity. Very good work for charity in the name of Vũ Võ. To honor General Võ Nguyễn Giáp, Vũ Võ. This is a charity in the name and the last name of V.O. Trên đất này từng ngày một mình qua sông, qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi như con chim lang bay trên đồi cao, tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu, như dòng sông khao khát cuồn cuộn. Tôi như hạt mưa khao khát rơi. Đó là nữ đạo diễn kim diễn viên đến từ Mỹ, đó là Tiên Thâm Nga. Xin trân trọng. Xin chào, xin chào. Mời cô có đây là phát biểu. Xin chào. Cô Thâm Nga ở Mỹ về đây bữa nay thiệt là vui. Thiệt là vui để gặp mấy con. Rồi mấy con biết nói tiếng Anh thì bây giờ thì lợi dụng cái thời giờ mà cô có ở đây nha, tập tiếng Anh nha. Hello everybody. How are you? You look beautiful. Good morning. Good morning Vietnam. Con rất là xinh đẹp nha. Bữa nay cô thiệt là vui, thiệt là hân hạnh để ở đây để xem cái kiểu cái lòng tốt của người Việt Nam.
rồi mấy anh em nhờ anh Hà tổ chức cái này mà cô được đi cái chuyến này, cô rất cảm ơn. Đây, con đó học giỏi, con giỏi quá. Cười nào, cười nào, cười tươi lên. Các con cười lên nào. 2, 3, cười tươi lên nào. À, nhóm từ thiện Vũ Võ Phương Nam là một nhóm tập ban đầu tập hợp gồm tất cả những con em trong dòng họ Vũ Võ Phương Nam. Nhưng hiện nay nhóm đã phát triển hơn và sẽ mở rộng ra những họ bạn khác không ngoài họ Vũ Võ. Nhóm được thành lập cách đây hơn một năm và trung bình mỗi tháng thì nhóm làm một chương trình và cùng với các nhóm bạn khác, và trong năm thì nhóm thường chủ trì 2-3 chương trình lớn, là nhóm sẽ đứng ra là chỉ đạo toàn bộ sự kiện của một chương trình. Thì các chương trình đó từ thiện thì thường là đi vào các mục đích là nhóm chủ trương vào đi vào hướng là khuyến học cho các em. Như hồi tháng trước là nhóm cùng với nhóm Bàn Tay Nhỏ trao học bổng cho các em ở trường Nguyễn Trung Trực, tỉnh Đồng Tháp. Con tên gì? Con tên gì? Nguy. Tên Nguy mà con đọc tên học đầy đủ của con nào? Lớp Nguyễn Quốc Duy Aput. Rồi học lớp nào? Dạ, năm nay con học lớp 6. Vậy thì đây cái hội Vũ Võ tặng cho con ha, hai đứa. Đây nè, em cầm tập đi. Con lấy đi. Con cầm. Rồi. Con có chưa? Ủa, thích cái này không? Tập trong này luôn rồi. Rồi, cái này con cho em cầm cặp, con cầm cái này nó nặng. Ê, để cho mẹ, để mẹ nấu ăn. Em cầm mì. Con cầm mì, đưa vô, Rồi. Rồi, cái này nặng, chị cầm. Cho các đây hai thằng luôn. Nặng không? Để cô cầm giùm chị. Nặng. Con. Hai cho bé này làm gì mà được được hân hạnh quá vậy? Hả? Học đó, giỏi hả? Trường hợp mà hai em này được được đoàn từ thiện của chương trình Tây Nguyên Lung Linh Đền Sách đến thăm và tặng quà là do đây là hai em này là trường hợp hai em thuộc dòng họ Vũ Võ. Anh là Vũ gì? Cháu là Vũ Đình Dũng. Vũ Đình Dũng, đây là Dũng với vợ con, hai con gái. Con tên gì? Con tên gì? Cháu tên là Ngọc. Vũ. Vũ Thị Hồng Ngọc. Vũ Thị Hồng Ngọc, đẹp quá. Còn con? Vũ Thị Trà My. Đây, rồi con. Đây. Rồi. Rồi con nhận luôn tập vở nha. Rồi cái này mấy cái này nặng nặng thì để đây cái này bố cầm đi. Bố cầm đi. Còn mẹ My thì mẹ cầm cho nó. Mẹ cầm My cho nó nhẹ. Đó. Rồi. Nha. Nha em. Cố gắng nha em. Có gì em quan tâm đến gia đình không, nhất là vợ nhiều, để mà bớt đi cái khó khăn cho gia đình. Nhà này là nhà mượn của cái người bà con thôi, đây là cái nhà trong dãy mà mượn của bà con, còn cái nhà của hai em thì nó ở trong cái khe đồi á, là trước đây là do hai em là cũng có bị kẻ xấu nó rủ rỗ lôi kéo là đi tiêu thụ tiền giả, nên là bị khởi tố, là bị đi tù, chồng mất 4 năm, vợ mất 3 năm. Thế thì có một cái cháu trai đấy thì cháu bị ung thư máu và cháu chết lúc hai vợ chồng trong tù. Còn coi như là hai cháu nhỏ thì ở bên ông bà nội nuôi. Thế còn cái nhà ở trong dãy thì do nhà gỗ nhỏ thôi nhưng mà không ai trông nom, mà nó sập, nó đổ mất rồi. Cho nên là bây giờ là hai cháu phải ra đây mượn tạm cái nhà này ở. Nên là cái điều kiện nó cũng hết sức khó khăn. Ghi nhận cái trường hợp này và sau lượt đi này đoàn sẽ có một cái kế hoạch cụ thể cho những cái trường hợp mà đặc biệt khó khăn đối với con em dòng họ. Em cố gắng
từng phạm sai lầm này, người ta đi trượt chân một lần chứ không ai ai trượt ai lần nhá. Nói chung lần rồi có thể là mình khó khăn, thành ra mình nghĩ chưa hết, nhưng đừng bao giờ làm cái gì đó mà bị tù tội mà dẫn đến là học được bài học gì vợ con là nó sẽ khổ sở lắm. Rồi hai vợ chồng ở tù rồi hai cháu ai à, mấy cháu hai cháu rồi. Hai cháu hai cháu là ai lo? Mình nội lo nuôi thôi, cháu trai thì chết bị ung thư máu rồi không có điều kiện để chết, còn hai cháu gái. Con có nhớ anh con không vậy? Hả? À, em hả? À, em à? Ồ, nhỏ xíu à. Em trai bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Thôi bên hai con vui nha. À, con thiệt là bị khó khăn mà bây giờ con cứ suy nghĩ gì như cái tốt và cái hay là hai con thiệt là ngoan ha. Hai con giúp cha mẹ nha. Hai con thiệt là ngoan mà gì. Thôi cố gắng theo em nhé. Cái này là ăn như một người ăn, đặc biệt tinh thần em, không? Hỗ trợ thêm cho em để mà em lo lắng cho gia đình, đừng có phạm sai lầm nữa nha em. Rồi em cất đi nha. Xin chú có bác các anh chị. Con thích nói gì không con? Rồi con cứ cố gắng nha, giúp cha mẹ rồi con học cho giỏi. À, bây giờ Everything will be better, will be good. Try to learn English. À, con ở trường có học tiếng Anh không? Yes. So I say good luck. Cô nói good luck to you. Chúc may mắn nha. Good luck to you. You're beautiful. Con đẹp lắm. Cảm ơn con để cô tới thăm được, tới thăm được nhà con bữa nay ha. Bữa nay. Yes. Đây để mày mẹ cầm lủng lọt. Đó cô nói good luck to you. Good luck to you. For all family, yes, my your family. Good luck to your family and you're a good student. Huh? Yes. So hello, xin chào, hello and chào tạm biệt. Goodbye. Thank you. Goodbye and good luck to you. Bye. Này để cho mấy cháu nha, để lo cho mấy cháu để ăn rau cho đủ ha, ăn cho đầy đủ ha nha. Để mấy cháu mạnh mới đi học được nha. Cháu vào nắng. Bye bye. Cô bác cô chú đi nha. Tối được rồi. Còn thứ số chương trình khác nữa nhé. Bye, good luck to you. Good luck. Good luck, yeah.